anh xin số phone em, thì em không có. Không có thì thôi anh đưa Facebook anh đây. Anh không xài Facebook em. Có. Trời ơi. Chị thích những người đàn ông không có xài Facebook. Cái xong. Thiệt hả? Thôi đưa số phone đây, về nhắn tin cho. Về thì hẹn nhau đêm đầu tiên đi chơi. Em cho liều cay. Em ngủ quên. Tới khi mà em đẻ cái thằng đầu tiên ra thì ảnh là người thay tả cho bú, làm hết tất cả mọi thứ luôn. Wow. Dạ. Ảnh là người dạy ngược lại em. Em đẻ xong á là em mập như một con heo luôn. Cái mặt em nhìn nè, giống như em cười, hai con mắt em giống như là một hai cái đường chì nó kẽ đi. Chị không tưởng tượng ra được. Trời ơi, tí nữa em cho chị coi hình em mập lắm. Rồi cái cảm giác lần đầu tiên chị được ôm đứa trẻ như thế nào? Nó khó tả lắm. Tự nhiên lại rơi nước mắt. Vừa vỡ cái tả ra là em nhìn giống như là em muốn rớt xuống giường luôn. Em vẫn nhớ cái cảm giác đó luôn á. Sợ lắm. Bắt đầu em khóc. Em la lên. Em kêu: chồng ơi, người ta làm gì con mình vậy? Tại sao vậy? Ở nhà cũng nó bị tù túng đó. Giống như bệnh mình mất kiểm soát. Lúc đó em cảm thấy nhất là đứa